Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô số điện thoại 0932047956, số Zalo của em là 0768447735. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt là bên em bán những dòng xe có giấy tờ sang tên chính chủ thôi nha mọi người nha. Còn những con xe không sang tên, không đổi chủ được thì bên cửa hàng em không có mua bán nha mọi người. Thì theo như mọi người theo dõi kênh của em bấy lâu nay thì chắc cũng đã rành, cũng đã biết rồi. Thủ tục mua bán thì rất là nhanh gọn. Anh em nào ở Sài Gòn thì cứ ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe trực tiếp và giao dịch nha anh em nha. Còn anh em nào ở xa không có điều kiện đi lại thì cứ xem video thích xe, em sẽ chuyển cọc, em sẽ ship xe tận nhà cho tất cả mọi người. Giấy tờ thì anh em chỉ cần chụp căn cước công dân hoặc chứng minh hộ khẩu gửi vào Zalo giúp em. Em sẽ làm giấy tờ sang tên cho tất cả mọi người không cần đi đâu ha mọi người ha. Rồi, thì hầu như video nào em, video nào em cũng nói rất là rõ ràng về thủ tục mua bán và giấy tờ và cách thức mua bán bên em. Bởi vì kênh thì có người mới, người cũ, thì có người mới vừa biết kênh và có người thì đã biết lâu rồi. Thì tất cả các anh đã biết em, đã rành em thì thông cảm giúp em ha. Rồi, quay lại chủ đề chính. Ngày hôm nay bên em mới vừa về một con xe rất là độc quyền luôn ha anh em ha. Con này là CB250 hay được gọi là Nighthawk 250, dòng xe đặc chủng của công an giao thông ha mọi người. Đó, mà anh em thấy đặc biệt cái điều gì nữa không? Màu đỏ nha anh em, màu đỏ rất là đã luôn, rất là tuyệt vời. Đó, anh em kiếm dòng Nighthawk CB250 thì ít có màu đỏ nha anh em, đa số màu đen, màu bạc và màu trắng là nhiều. Màu đỏ rất là hiếm. Màu này là màu đỏ mặn chính nha mọi người. Nó xe này là dọn nguyên con, phun mới nha anh em nha. Đó, dọn từ trong ra ngoài luôn, dọn hết luôn. Tại vì những cái con CB Nighthawk của công an giao thông này á thì đa số là xe nó không có được đẹp. Thì đa số anh em mua về thì dọn mới hết cho nó nhìn nó bắt mắt và nhìn nó đẹp nha mọi người. Chứ những con xe đời này thì nó con này thì đăng ký lần đầu năm 2007 đó. Thì xe đa số xe này là xe của công an giao thông, người ta nói chung là xe của ngành đó mọi người. Thì người ta không có sử dụng nữa, không có xài nữa, hay là người ta dư xe thì người ta thanh lý ra cho dân xài đó. Thanh lý ra cho dân xài thì toàn là xe thanh lý hải quan. Nói chung xe này, những dòng này là dòng thanh lý hải quan chính chủ hết nha mọi người nha. Thì mua bán sang tên rút gốc toàn quốc nha mọi người nha, bao ra tên bao biển số đó. Thì anh em cứ yên tâm mà chạy thôi, tại vì công an nhà nước người ta cho phép mình sử dụng thì mình sử dụng thôi. Chứ nhiều anh em có bán mấy chiếc rồi, nhiều anh cứ hỏi hoài à, anh kêu là xe của giao thông mà mình đi thì ngoài đường thì người ta có bắt, người ta có phạt không? Thì em xin đến chính là không có bị phạt nha mọi người nha. Anh em có bằng lái, có giấy tờ đầy đủ, đứng tên thì anh em mình chạy vô tư, không có gì hết nha mọi người. Đó, giao thông thì người ta chạy được mình chạy được thôi, nhưng mà xe người ta của giấy tờ thì của nhà nước đứng tên thì nó khác. Còn đây là mình đứng tên rồi thì mình quyền riêng tư của mình chạy hơn mắc mới gì không mọi người ha. Màu đỏ mặn nha mọi người nha. Đây, vỏ lớp mới thay luôn, mới can span luôn nha anh em nha. Đó, vỏ mới kít luôn. Này là dọn mới phun con từ trong ra ngoài, dọn rất là tâm huyết nha mọi người nha. Dọn từng con ốc luôn. Đấy, anh em nhìn nè. Ốc bây giờ là 7 màu như xe thùng thôi đó. Tự như xe mới đập hãng ra thôi nha anh em nha. Máy móc rùm rùm rất là đã tay. Màu đỏ, cà vạt màu đỏ luôn. Màu đỏ này rất là hiếm xe nha mọi người nha. Đa số màu đen, màu trắng là nhiều hơn. Máy của nó thì y chang máy của Rebel 250 thôi nha mọi người nha. Dòng này là dòng chung với Rebel, nhưng mà cái mã lực của con này thì nó mạnh hơn Rebel rất là nhiều. Và cái thế ngồi của nó cũng cao hơn Rebel. Đấy, anh em nhìn đây. Nó hơi đưa về trước, còn Rebel thì nó hơi đưa ra sau. Và cái chiều cao yên con này nó cao hơn Rebel rất là nhiều luôn. Đó, Rebel thì nó lùn hơn, con này thì nó cao ráo hơn tí. Thì anh em ngồi có cảm giác lái thì nó sẽ cao hơn và gốc lái nó rộng hơn đó. Cho nên nhiều anh cao to thì anh thích chọn con này hơn Rebel. Rebel thì nó là dòng phổ thông thì ai sử dụng cũng được hết. Dòng này, riêng dòng này thì mấy anh hơi to to con tí, hơi cao cao tí đi nó mới ngầu. Chứ lùn đi vẫn được nha anh em, chứ không phải không được nha, mà điều nó không có ngầu bằng thôi.
Thì đa số em thấy những con này thì mấy anh cao cao á, tướng hơi đẹp một chút, đô đô xíu, chạy con này y bài, rất là phong độ, rất là nam tính. Đi con này thì mấy anh cặp bồ rất là nhiều luôn ha. Thôi nói giỡn tí thôi. Rồi em đi vào chi tiết của xe ha. Đây, xe thì giấy tờ chính chủ mua bán sang tên rút gốc toàn quốc. Xe này là hiện tại đang rút gốc hồ sơ gốc rồi nha mọi người nha. Thì đang ra tên, thì anh em nào mua thì ra tên rất là nhanh lẹ luôn. Đó, anh em cứ bấm biển mới và ra cà vạt mới luôn. Nó là đang hồ sơ đang sẵn sàng, chỉ chờ chủ mới thôi. Rất tuyệt vời. Cái này là cái mở yên sau ha anh em ha. Anh em xài CB400 chắc biết ha. Thì trang CB400 vậy đó. Mình mở khó và mình gạt cái cần này mình mới gỡ cái yên này được. Cái này là tay nắm. Còn cái này là vào thêm nha mọi người. Cái này vào thêm. Thì thường thường á, con xe này á thì anh em bắt gặp ngoài đường thì nó có cặp thùng đúng không? À, nhưng mà xe này là không có nha anh em. Tháo rồi, không có xài thùng. Anh em là thích thùng thì cứ mua gắn thôi. Cái thùng thì không bao nhiêu tiền hết, con triệu mấy là có rồi. Đây nhông xin dĩa còn nè, anh em thấy không? Rất là dài luôn và đã được làm mới luôn, rất là đẹp. Phục mới ken luôn. Lập bô của nó nổ rất là hay. Bô của nó thì rất là dài luôn, từ đây kéo biết tới trước luôn nè anh em. Đó. Đây, rất là đẹp nha mọi người nha. Mắt in Java, lóc lát các thứ là mới nguyên chiếc luôn. Anh em nhìn con ốc này, dọn từng con ốc nha anh em nha, chứ không phải dọn dặn như 50-50 đâu. Đó, anh em nhìn đánh giá ha, dọn từ trong ra ngoài, rất là đẹp. Cái nọ cây gấp, cây sườn cũng rất là đẹp luôn. Từng con ốc nhỏ này cũng là mới luôn nha mọi người nha. Đó, anh em mua về không cần làm bất cứ một món đồ nào trên xe nữa hết, chỉ mua chế xăng vào chạy thôi. Bình xăng thì vẫn nguyên zin ra ba anh em ha. Tay móc thì cầm cầm thôi. Cái dòng này máy nó rất là mạnh nha anh em, chạy rất là đã tay luôn. Nhất ga là bay, nhất ga là bay. Nó 250 nhưng mà cái mã lực nó lớn hơn dòng Rebel 250 rất là nhiều nha mọi người nha. Dòng này là dòng CB250 Nighthawk, chạy rất là tốc độ. Đằng trước nè mọi người, nhìn rất là ngầu nha anh em nha. Đi con này ngoài đường thì nhiều người giật mình đó anh em. Anh em đi sau cái quay lại là thấy giật mình nha mọi người. Cứ giữ giao thông không à. Này, vỏ lớp trước đây ha. Nói chung vỏ trước vỏ sau là mới, đều mới hết. Từ cái vỏ vẫn mới nha anh em, mua về chỉ việc chạy thôi. Thì những con xe này anh em mua về không cần đụng tay đụng chân vào bất cứ một cái món nào hết, không cầm cầm cái cà lê vào đâu. Nhớ cũng mới thay rồi, chỉ việc chế xăng vào chạy thôi. Rồi, xe chính chủ nha mọi người nha. Mua bán thì bao rút gốc, bao sang tên ra cà vạt cho tất cả mọi người luôn, ở xa cũng như ở gần. Rồi em xin đi chi tiết vào máy móc ha. Cái dòng này thì anh em chạy thì khỏi phải bàn rồi, rất là sướng. Đây máy móc nó đây. Này là đồng hồ tua ga, này là đồng hồ báo km, này là báo mo, báo cốp pha, báo đằng trước ha mọi người, báo xi nhan. Thấy em xin đề máy thử ha. Máy rất là đã luôn. Đây dòng tua máy nha mọi người, đúng 1.500 luôn. Canh dòng tua máy đúng 1.500 là cái máy, anh em biết chất lượng cỡ nào ha. Rất là im. Em nghe tiếng máy này, chỉ nghe được cái âm thanh động cơ thôi. Còn cặp bô thì nó khi mình nạt á, nạt bô nó mới nghe được cái tiếng nha mọi người. Tại vì bô này chưa có móc, bô zin này chưa có móc. Đó. Móc là anh em sẽ móc cái giảm âm thanh bô á, nói chung là cây tiêu á, móc cây tiêu ra nó nổ rất là hay. Nhưng mà thôi, đi con này thì mình nên giữ zin mình chạy nó sẽ ok hơn ha mọi người ha. Không cần bộ trọt, không cần làm gì hết. Thì chắc xe nó nguyên bản, nó đã ngầu, nó đã đẹp rồi thì không cần, mình không cần làm thêm bất cứ cái gì nữa đâu. Màu đỏ rất là đẹp. Màu này là màu đỏ mặn, khi mà ra nắng á anh em sẽ phản chiếu là một cái màu tươi hơn, rất là đẹp. Đây, hiện tại thì trời nó mát nha mọi người nha, nó ảnh hưởng bão hay gì á mà nó mát mát nữa. Đây, tem bọng các thứ còn nguyên si,
Hay cái nắp này mở nha, có chìa khóa mở mới ra được nha mọi người. Anh em nghe tiếng máy không? Rum rum rất là lạ. Đây cái bô nó này. Rất là mới nha anh em nha. Mới keng luôn, có tì vết luôn á. Dọn nguyên zin nha anh em nha. Dọn nguyên zin. Này có cản chống đổ sẵn rồi nè mọi người. Đó, CB này hóc này thì em bán cũng rất là nhiều xe rồi. Đó, bán thì hầu như là cũng mười mấy chiếc rồi đấy. Đây đèn đuốc đây ha. Ban ngày thì nó hơi bờ một tí nha mọi người nha, nó chỉ cần đêm thì nó sáng rất là sáng. Đây có pha đầy đủ ha. Đây rồi, xi nhanh ha. Hơi tối không mọi người ha, nó hơi tối xí. Nó đầy nó mát rồi ha mọi người. Rù luôn. Anh em nghe tiếng bồ kích thích không? Rất là đã ha. Rùm rất là sướng tai luôn. Rồi, anh em nào thích con này thì alo liền giúp em ha. Số điện thoại của em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0932 047 956. Số Zalo của em là 0768 44 3735. Anh em làm trần hình chi tiết xe con này thì kết bạn Zalo. Anh em nào đã xem video đã thích xe thì cứ alo chốt giá giúp em ha. Còn em bán với giá là 145 triệu, bao cả giấy tờ, bao tiền ship cho bà con mọi người nha. Màu đỏ rất là hiếm nha mọi người, màu này cực kỳ hiếm người đường luôn. Mọi người đi rất là sang trọng, rất là đẹp, lịch lãm. Rồi anh em nào thích thì alo liền giúp em ha. Em xin chào tất cả mọi người, những video xe tiếp theo. Bên em xe rất là nhiều và còn rất là kỹ càng. Những con xe, những sản phẩm bên em đưa ra thì rất là ok ha mọi người. Mọi người có quan tâm ủng hộ kênh thì cho em một nút like, một bình luận và ấn chuông thông báo bật theo dõi kênh giúp em nha mọi người nha. Anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nha mọi người. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye.